Thưa quý vị, giữa cuộc sống đô thị ồn ào để tạo niềm vui cho bản thân khi về tuổi nghỉ hưu, không ít người cao tuổi đã tận dụng những không gian nhỏ hoặc ô đất trống quanh nhà để xây dựng vườn rau xanh. Điều đó vừa giúp các cụ rèn luyện sức khỏe, vừa tạo sự kết nối với thiên nhiên, vừa cân bằng cuộc sống tuổi già. Sau nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, khi về hưu, bà Đỗ Thị Quyên ở phường 6, thành phố Tân An đã xây dựng cho mình một khu vườn tươi tốt với đầy đủ các loại rau. Dù đã 76 tuổi, nhưng từ việc ủ phân, xới đất, tưới nước cho đến việc phòng trừ sâu bệnh đều do một tay bà làm. Đối với bà, việc làm vườn tuy cực nhọc, nhưng đó là niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống ở độ tuổi xế chiều. Thì nói chung thì lớn tuổi rồi cô không làm việc nặng được, cho nên cô làm việc nhẹ nhàng để cho thứ nhất là giải trí, thứ hai là cũng có vận động để có sức khỏe. Tuy là một khu vườn nhỏ nhưng tạo nên không khí trong lành, xanh tươi, đẹp mắt. Việc trồng rau sạch không chỉ là thú vui tao nhã mà còn mang lại nguồn thực phẩm an toàn, bảo đảm cho sức khỏe và còn giúp cho gia đình tiết kiệm được chi phí cho bữa ăn hàng ngày. Ý tiết kiệm nhiều lắm chứ cô khổ phải đi chợ mua mỗi ngày. Thì ra ngoài chợ thì cũng nghe người ta đồn là người ta xịt chiều rồi sáng tái, mình cũng ngại không dám ăn nhiều. Thì thôi mình kệ, mình trồng nhà mình ăn cho bảo đảm hơn. Mấy đứa con nó ở trên thành phố nó về cái thỉnh thoảng nó hái rồi nó bỏ vô bọc rồi nó xách lên trển nó để nó lạnh ra. Đỡ tốn là một, thứ hai nó cũng yên tâm hơn. Có thể nói, việc chăm sóc vườn rau cũng là một cách để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe và giải trí, qua đó giúp tinh thần minh mẫn và không trì trệ tuổi già.